Hello, chào cơ Hello. quan. Nghe rõ Dạ không ông con? nhà. Nghe rõ không? Dạ nghe rõ bố. Âm thanh Ok. ok đó. Very Good. Thì good. theo cái tiêu đề mà con đề ra cái ngày hôm nay thì bố mới thấy một cái điều này. Nó cái mà tốt á của Việt Nam mà thì nó không bao giờ đưa được. Ủa, mà nó chuyên môn nó dỡ thùng rác ra thôi, nó chụp hình vô một thùng rác thôi. Tụi nó là vậy, tôi xưa giờ vậy đó mà. Khổ vậy. Nhưng cái gì cũng giống như bố nè. Bố nói không nói gì cả, tôi nói bản thân tao tao không đại diện cho ai cả, chính tao là tao đi về Việt Nam mà tao cảm thấy đất nước của Việt Nam của tao đang hiện ngay bây giờ đang tuyệt vời nhất trên thế giới, là bởi vì sao? Nó có nhiều cái điều tuyệt vời, tao sẽ giải thích cho nó. Thí dụ như bây giờ tao nói mày nghe, Việt Nam hiện giờ tất cả các nước trên thế giới, kể cả bên Trung Đông hoặc là kể cả bên Bắc Âu, là hiện giờ sắp sửa tới mùa đông, hiện giờ đang giật giá leo thang, ga điện nước các cái, thậm chí nhiều khi còn không dám tắm lên tầng tắm nữa. Mà tao mới bút lên kiểu rượu mày mày cái gì, cái những người nào mà xài nó để tao hỏi mùa đông mà để 19 độ thôi, nếu mà để trên 19 độ là nó bắt mày nó phạt đồ, nó bắt nó còng Khoan, tay đó, giờ tù là luôn đúng ở không? tù Giờ luôn, tù luôn đúng ở tù luôn không? đó. Thì tao bảo là rồi thứ nhất là thấy không, thấy không? Mà trong khi đó Việt Nam mình điện là xài thoải mái bật 24 trên 24 máy lạnh chạy rồi, rồi nước hay là xài cũng người cho tao cũng rất là kể rồi, điện nước một tháng ở nhà đây nè xài cả 28 đồng rồi mày, đủ quá, tao tắm thoải mái ngày ba lần một ngày, tháng đồng mày thấy. Chính vì cái chỗ lẽ đó, điểm thứ ba tao cũng nói rồi, tao là một cái thằng phàm ăn tục tử, thành ra vì đó tao khoái ngon, nói thẳng là vậy. Mà mày cũng biết rồi, bố mày qua nhà bố chơi với bố rồi, mày cũng biết rồi, đồ tan không có số đồ dở, ăn là cái đồ tươi, đồ đập mà đồ mắc tiền tao mới ăn, nói thẳng vậy đó. Thì nó nói vậy, nó chửi mày đồ quá, nó cũng chửi được, nó cũng chửi nữa, đồ quá khổ, tao làm mệt, biết có nhiều cái bởi vậy. Rồi tao nói cho mày nghe, thì mình nói như vậy để cho mình hiểu là cái điều là nói gì thì nói, ngay tại thời điểm bây giờ Việt Nam là cũng là trên cả tuyệt vời rồi. Và tao nói cho mày nghe là hầu như tất cả những cái người mà coi như lớn tuổi đó, họ ngay bây giờ đang ùn ùn trở về Việt Nam, bởi vì những cái năm ngay những cái năm tháng bây giờ bên nước ngoài kể cả Mỹ kể cả Pháp vẫn còn, thứ nhất là vẫn còn dây dưa về dịch, rồi thứ hai nữa là những cái mà giống gì ta nói nãy là gì xăng là gì cộ rồi tất cả người ta nó khổ nó bao dây. Mà bị coi con tao mới biết cái con nhỏ này mở một cái kênh gọi là Tammy Tammy USA, ngày nào nó cũng lên nó nó cũng nói về vấn đề tình trạng của Cali. Cali là đang thiếu nước, xài nước không được thoải mái, rửa xe là phạt ngàn đô, nói chung là tất tần tật, nói chung là nhiều cái rồi. Biết mấy cái chỗ mà mấy cái máy bán hàng tự động mày bỏ vừa mua là nó chạy ra luôn nha mày, mấy cái ống chích kim chích á để phục vụ cho mấy thằng xì ke, mấy xì ke rồi. Tao nói khổ, tao nói bây giờ nó khi mà nó xuống cấp rồi mà thấy nó rõ lòi ra những cái buồn cười lắm kìa, nó lòi ra những cái mà mình không thể ngờ được, chỉ có những cái thằng mà kém phát triển giống như mấy cái thằng mà du canh du mục thì mới xài bây giờ nó lòi đó. Mày biết rõ ràng cái thành phố Philadelphia đủ mà biết dân nghiện là biết giống y chang như là Jimbo, như là giống như con Jimmy là đúng má, giống như ba chơi mà Zombie, Jimmy Jimmy zombie, nó chạy cùng đường á, tao bút được mấy zombie, lần tôi không lẽ bút hoài bút vài cái cho nó coi, nó đi nghĩa quýt cùng đường cả một thành phố như vậy, nó là cả một cái thành phố như vậy chứ không phải là một lâu lâu một đứa hai đứa giống như ở Việt Nam mà trốn với cầm cậu chứ không phải, đâu đi đâu cũng thấy đó, đi đâu cũng thấy vậy đó. Tới việc cho nó buồn cười lắm. Rồi xong cái khi ra đếm lại, mày có thấy bao giờ Việt Nam mình nó chích xì ke mà tập thể kiểu đó không? Có nghĩa là đi nó đi trời, mày coi rồi biết là nó đi giống y tin xác chết vậy. Ù mà trai có gái có già chắc có sống. bé đời sắc sống mà. Nó đi nghĩa mến cùng đường cả một thành phố vậy, mày thấy cái thành phố thê thảm mà dơ giấy giấy má ịn rồi xong nó ị ra tại chỗ luôn, trời ơi mấy kia thôi rồi xong văn mờ lều văn bạc rồi mới ngủ ngoài đường ngoài xác vậy mà mình kinh khủng thiệt, tao không muốn nói nữa. Cái đó tệ mà mình không có thể là mình tưởng tượng nổi luôn. À, cái thành phố Philadelphia thì nó chỉ nhìn nó chỉ biết chửi Việt Nam thôi, cho mấy cái đó tao không bao giờ nói. Rồi thậm chí nhiều cái những cái bất công của người Việt mình như là sống và sinh hoạt ở tại Mỹ, ví dụ như ở vùng California rồi biết không, có những cái chủ tiệm nail bị bắn chết này kia, không bao giờ nói. Rồi nó đứng lên trên đời bị ăn hiếp bị đánh đập rồi xong thê thảm lắm kìa. Nó còn mày coi con Tami nó lên lâu ngày nào nó cũng lên rồi, mấy cái con hàng kali gì đó đại khái nó cũng đưa ra mà thấy nó ra không. Dạ.
hầu như mấy cái chuyện không bao giờ nó giấu đâu nha. Đủ, ê tao quên, tao nhắc cái vui, mới vui là mày biết con Trang Lê đó. Ờ con Trang Lê nó thấy cái con mà hàng Kali, mà để hàng Kali, hàng Kali với hàng Kali mà chuyên môn đi quay mấy đứa chỗ mà mấy thằng cha mà quay bụi đời ở đó đâu. Ồ mấy con Trang Lê nó đủ, nó hầm nó thanh toán con kia, cái lý do tại làm sao tại làm sao mà mày cứ đi bày, mày cứ quay nước Mỹ xấu của tao hoài vậy. Tự do ngôn luận á, nó là dân chủ á, dân chủ của tụi đó đó, đó. Tự do dân vũ gì kỳ vậy, mày nói mày được quyền nói, tao có nói đụng chạy mày đâu, tao nói chuyện mày bình thường, tao làm YouTube tao muốn nói, tao nói miệng nào không làm được thì tao chứ. Ồ cười quá, nó nghe nó thanh toán, nó đòi thanh toán kìa, vì cái lý do rất là ức ơ, tại làm sao mà nói xấu nước Mỹ tao, mà nước Mỹ nào của nó, rùa quá nước Mỹ của nó. Mày nghĩ mà coi, cây cúc, thứ một cười, anh này nó có nhiều cái vui lắm, nó nghe thấy rõ ràng, cũng giống dòng lông bộ. Nước Mỹ của tôi à, nước Mỹ của tôi à, nước tôi mới chịu. Bây giờ tao nói cho mày nghe, cái Mỹ là 300 triệu dân, bữa nay là hơn là 300 mấy chục triệu dân rồi, tao nói mày nghe. Cái tỷ số mà người nước người Việt mình sống định cư nước Mỹ bữa nay có 2 triệu mấy, cho nó 2 triệu, cho nó 2,5 triệu thì cũng được, muốn kêu như được. Thì cái số đó đó, cái phần trăm á, cái phần trăm của cái người dân của người Mỹ, của đất nước Mỹ là bao nhiêu? Ấy buồn cười chứ, là có nghĩa là chỉ là 0,1 mà chưa được cái gì. Bà tao hỏi về cộng, mình là một giống như kiểu như là một sắc dân thiểu số, mày hiểu tôi nói không? Dạ, thì không thể nào mà đủ, mà nó buồn cười ở cái chỗ đó, làm giống như nó là đủ thượng đẳng hay da trắng kìa, đầu thì đầu đen, đủ da thì da vàng, mắt thì đủ tùm lum hết, mà nó tưởng là chắc là Mỹ đặt hoặc là Mỹ đặt khai phá đất nước này, vậy buồn cười. Tôi nói mày nghe, cái thứ gì đúng vậy, ngáo ơi là nó ngáo, thậm chí tao nói cho mày nghe rồi, có buồn cười mà nó khổ cái này, nó nói giống như là nước chảy trước ngày bầu cử ông Trump với đồng Joe Biden, đù má nó xuống đường, mà nhớ nó xuống đường nó làm dữ lắm kìa, kể cả Mỹ Vũ rồi Kim Radio nhớ không, rồi con bé Tí dạ, nhớ người bé Tí không, đù mà rồi đúng rồi, rồi xong tất cả thậm chí con nhỏ Hương Lan nữa, nói chung là tất tần tật, dạ, cái thế Hương Lan rồi ok ủng hộ ông Trump hết sức đủ thứ từ lum lên rồi, rồi sau khi mà ông Trump thất bại mà thấy nó có nói gì được gì không, im ra bởi vì nó thật dạng dạng giống kia, nói cho nó sướng mồm, nói không cần biết mà nói gì, nó không có cái đầu óc nó phán đoán, nó không biết ông đó như thế nào, có nghĩa là nói để mà nói, mà tới bây giờ nó vẫn còn đủ, nó vẫn còn mê ông Trump mà đủ, nó buồn cười, tao không biết sao thì nó ta khổ, mà cái quyền quyết định đó, nó không phải là của nó, cái quyền quyết định đúng rồi, phải hiểu đó là của người Mỹ trắng, của dân tộc Mỹ hiệp chủ, nói cái hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, chỉ mình chỉ có 2 triệu dân mà nó 300 mấy chục triệu dân, thì mày nghĩ mình là ở đâu? Đó chính xác là quyền đó là của giới tài phiệt. Đúng thì mình nói vậy, mình nghe giới tài phiệt cho nó cửa chừa, mình cho nó cái cửa để nó nói được, đó là tự xíu tự do dân chủ, đâu có thì thực chất chẳng có quyền con mẹ gì hết trơn, nó có buồn cười chứ nào. Nó có cái chỗ này ta mình thắc mắc bên này ta mới nhớ ra. Thường thường ở nước ngoài toàn là phóng viên báo chí nước ngoài mà thuộc người Việt mình nhiều lắm, nào Đỗ Dũng, nào rồi người Việt, nào gì Lý Đô Sài Gòn, đủ thứ trên tại tùm lum ra. Phóng viên nhà báo đàng hoàng mà tôi ngộ mà ngày hôm mày phải hiểu mà những cái cuộc họp quan trọng của nhà của đất nước Mỹ, thí dụ như họp ở Nhà Trắng này, họp ở Quốc hội này, họp ở Thượng viện này, họp ở Hạ viện này, thông cáo báo chí này của Nhà Trắng ra, ta không thấy ma nào gì người Việt này, đủ quá không biết cái tài đâu hết trơn trời, cái đồ kỳ cục vậy, thường thường ta có thể biết không, là tao hiểu ông già tao nhà báo, tôi biết là ba nhà báo gì là đệ tứ quyền, anh không được quyền, anh tôi tác nghiệp là anh không được quyền cản trở kể cả cơ quan nhà nước, trong khi đó thì cái những cái đài của nhà nước là như của Mỹ là như CNN này, MSNBC này, CBS này, New York Times mà các cái ta ù Mỹ không là đủ, đeo thẻ nhà báo vô là đủ, nó phóng vấn đủ thứ, tao đi kiếm đồ má thằng trai Việt Nam nào tôi coi kiếm không ra luôn, mày trốn nó mất tiêu, tao không thấy cục kỳ đâu, nó lạ đời tao không hiểu được, vậy mà cũng mang kiếm là thẻ nhà báo, tao không hiểu. Không được cuộc họp quốc hội cũng không có, thượng nghị viện họp cũng không có, nói chung là thao tì mà những cái gì mà lớn lớn không có, chỉ lùm chỉ chút xíu nhóm nhó nhóm của cái cộng đồng người Việt thôi, mà tổ chạy thằng rỗng ra cha nào cũng là nhà báo, nhà báo xịn nó rõ ràng xịn, nào cũng nhà báo tao cũng lạ luôn, đúng rồi có, là toàn là cái danh xưng nghe ghê gớm đúng không? Nhà báo, ghê gớm, luật sư rồi ghê đúng. Luật sư quốc tế, luật sư toàn cầu không? Rồi chủ tịch toàn cầu, chủ tịch trời ơi đủ thứ kiểu.
nhưng mà không bao giờ ló mặt lên chính phủ Mỹ ra, kể cả guồng máy chính phủ Mỹ, từ trên nóc cho đi xuống kia không thấy đâu, trên trời kiếm hoài kiếm không ra. Tao chỉ nói coi mày chỉ cần ló mặt ra cây cho cái buổi họp quốc hội hoặc là thượng viện hạ viện có mặt người phóng viên nào của nước của Việt Nam không, để tao coi thử phải nhà báo không, nhà báo mới được quyền vô đó. Thế không lẽ là không có làm cho báo dởm không hả trời, nó kỳ vậy. Có thể nhà báo rút ra cách đồ đưa vô cửa quốc hội, em đây tôi nhà báo rồi của cái hãng này hoặc là CNN, NBC rồi New York Times các cái không. Ồ, không có thấy một bóng nào luôn, của da vàng mũi tẹt đó chứ mày, đúng toàn là Mỹ không cây giấy. Lạ ghê vậy, bởi tao thiệt mà toàn là nhà báo rõ ráo không, rồi bệnh quá tao chẳng tin bề tao khổ. Có gì có thể nghe, có nghe qua nó nói đúng hay là không thôi, có nghĩa là mình là người giống kiểu gì quan sát phải không, con quan sát thôi, nhưng thực chất là chẳng có tin có mấy anh trẻ đâu. Thằng cha kia nói tiếng Anh, nói dịch là tiếng Việt, nghe không, ai biết nó dịch tiếng sai đúng, đúng. Cứ người Việt mình cứ nghe nói xong rồi ra vô tình nó tuyên truyền, mà hiểu tôi nói khó lắm. Đúng rồi. Cái điểm mấu chốt cái điểm mấu chốt bên này thì mình nói cái vấn đề coi như là cái bà mà nữ hoàng của Anh, thì ở đây thì mình chẳng có dính dáng gì bà cả, mà hầu như mình nếu mà nói về lịch sử hình như bà cũng có tội dính dáng ở Việt Nam mình cả, bởi vì bà với thằng Mỹ bắt tay nhau mà khi mà đủ mình cái hồi xưa chính là Việt Mỹ đó, mình nói là mình không phải là mình khui lại hận thù quá khứ gì cả, nhưng mà có điều là bà vẫn có tội ác chiến tranh Việt Nam mình đó đó. Đó, cho nên vì đó mình cũng bằng bà mặt quái nên mình cũng không bằng nữa. Mà ngay từ thời điểm này, bắt đầu từ cái ngày mà hòa bình tới bây giờ, mà nói từ 75 đến giờ, bà không có dính dáng gì với Việt Nam cả, chẳng qua là giao thương buôn bán thôi. Còn cái chuyện mà chia buồn là bộ, đó là bộ ngoại giao mình là nguyên thủ quốc gia, bước đất nước nào mất trên thế giới nào thì bộ ngoại giao mình nó có cái nhiệm vụ là gửi điện chia buồn, thế thôi, đơn giản. Nó là đường lối ngoại giao thôi. Còn mình là con con dân mà bẻ nó dính líu tao đâu mà tao đi tao khóc tối vậy tù mệt. Hello chào Trung. Hello chào anh Thư Quang, chào Vũ Cầm, rồi chào con chú anh chị đang theo dõi trên diễn đàn. Hôm nay 14 rồi, sắp trung thu rồi. Đúng rồi quên nữa, tao không nói tụi bay tao quên á, hôm nay mày sắp cái gì, đêm nay là đêm trung thu. Đêm 14 rạng 15 rằm, là đêm sáng trung thu, trăng rằm đang sáng đó. Đáng lẽ tao nhớ sáng, hồi đó là tao nhớ cái kỷ niệm là được. Mà biết hồi xưa có một loại gọi là lồng bàn, nếu mà bẻ ra về thì thành cái mặt trăng, mà khi bỏ cái đàn kề xong xếp lại thành cái giống như cái trái bí mình nhớ không? Ở ngoài đó mà tao lấy đàn kề tao đốt vô, tao lấy xong treo lên cái môn, đâu có đi chơi được, ông giảm bính quá mà đi về rồi cho cái tiền chạy ra mua cái đàn kề xong tao móc lên cái nó bùng, tao móc lên cái nó bùng, tao đứng tao nằm tao ngủ, tao nằm tao ngồi tao ngó lên nè, đồ mà hồi đó ngủ xong mê nó cháy cái mùng nó cháy cái mùng luôn, đồ mà tao hết hồn tao chạy giật cái mùng xuống. Bữa đó bị ông giảm bính te tua, đồ quýnh đồ mà mềm đứt luôn. Đó tuổi thơ dữ dội đúng không? Dữ dội cái này gọi là tuổi thơ dữ dội đúng không? Đâu có lòng đèn, ông cho con tiền có một lần thôi, chỉ mua cái đó được lần sau biết sao. Mấy đứa nhỏ thấy rồi đường nó cho hai cái lông xíu bò nó đục đổ sọ ngang qua đổ, nó bỏ cái chạy nó quay chạy cái lon ton rồi bắt đầu làm. Đúng rồi. tuổi thơ là nhiều cái vui lắm kìa, nhưng mà mình nhớ nhất là cái đêm trung thu bị cháy cái mùng, ông già ông chửi chết mẹ luôn. Ok.